Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sư ơi, 100.014 với 140.000 đọc thế nào? 100.014 là 100,014. Cái số đầu là gì đó? 100,014. Còn cái số thứ nhì là 140,000. Sư ơi, 140.000, thấy người ta nói là 140,000, không cần 100. No. Có thể ngắn lại là 140, nếu mà trong ngữ cảnh mình nãy giờ đang nói 1.000, right? Thì mình có thể là 120, 140. Chứ ta nói là 140,000 lắm. Một là 140 hay là 140,000. Yeah. Không cần 100 hả? 140. No. Wait. 140,000. 140. No. 140,000. Yeah, you tell. Nope. All right. So, cái phân biệt come back while I get back. Yeah, cũng không có really. Người Mỹ cũng xài, cũng chung chung với nhau hả? Get back, come back. Yeah, same. Yeah, same. Khi nào dùng since, khi nào dùng for. Ủa? Khác hai cái khác nhau mà. Dark, silver moon. Since là từ hả? Từ đó giờ. Từ khi, yeah. Còn for là cho. Yeah. Yeah. Since là thời giờ, phải không? Còn for là thời gian. Ok. Ví dụ nó là I have been dating her for 5 years. Đó, thời gian đó, 5 năm rồi tôi với cô ấy bằng trăm bạn gái 5 năm. Okay. And then since là thời giờ, right? I've dated her since 2009. Ví dụ đi, like that. Deanimated là gì? Animate là vận động, sống dậy. Deanimated là làm cho nó ngủ, cho nó không có vận động nữa, cho nó nằm một chỗ. Yeah. Yêu âm thầm là to have a crush. I have a crush on C because he is handsome. Huh? Huh? Mình yêu thầm C vì anh ấy đẹp trai. Sư ơi, bình thường nói là I see you hay là I saw you? Quá khứ là I saw you. Còn bình thường á, mình thấy bạn á, hiện tại là I see you. Euphoria là trạng thái gì xích? I was in state of euphoria. Cái chữ you là good, nó nghĩa là good. So cho nên euphoria là một cái tâm trạng, cái một cái đang cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Yeah. So euphoria là cái cảm giác nó rất là vui vẻ. Yeah. Làm như mình mới hôn bạn gái mình, hay là nắm tay bạn gái mình, hay là yeah, mình thành công được cái chuyện gì đó. Yeah, it's called euphoria. Người Mỹ ít dùng see you again. See you again. Người Mỹ dùng, người bạn sử dụng see you later nhiều hơn là see you again. Yeah, see you later. Gặp lại nha. Vậy đó. Yeah, see you again làm như là mình phải có một cái buổi hẹn, cái người đó sẵn rồi, cái mình nói là yeah, see you again on Friday hay gì đó. Không, see you again là mình muốn có một cái buổi hẹn rồi, cái mình nói lại cho người đó nghe để cho không quên đó. Yeah, so see you again on Friday hay gì đó. Còn see you later là ôi gặp bạn sau này, không biết sau này hồi nào mà sau này. So người Mỹ dùng see you later nhiều hơn. Okay, alright, Missy, last but not least, cuối cùng mà không có ít nhất, là ví dụ Thanh Hà Vũ. Okay, nếu Thanh Hà Vũ nói một cái tên đi, là như năm cái tên, Sig, Davis, Lucy, Safia, cái xong người cuối, cái Thanh Hà Vũ nói rằng là last but not least, Quang, thì
Ý nói rằng á, tuy rằng Quang á, cái tên của Quang đi sau cuối cùng mà thực sự không phải cái người đó là hạng cuối, ý là cũng bằng cái bằng hạng nhau vậy đó. Ok. Câu này chưa nói được. Finally, I get to talk to you. Hoặc là yes, finally I talk to you. Yes, cũng được. Yes. Ngủ giữa chừng dậy nói sao? Ngủ giữa chừng dậy hả? I got up in the middle of my sleep. There you go. Ngủ nửa chừng dậy đó. I got up in the middle of my sleep. Đối là gì? Đối với chúng tôi là gì? Ồ, đối với hả? To us. Yeah, đối với nó dùng trong câu á, làm như to us English is hard vậy đó. Đối với chúng ta tiếng Anh rất là khó. Dấu phẩy nha, to us phẩy, English is hard. Hoặc là English is hard to us cũng được nữa. Ok. Tôi ngủ quên nói sao? I overslept. Cái chữ đó là sufficient. Sufficient. Ok. Sư ơi, mình không biết cách dùng từ get. Cái chữ get nó nhiều lắm, nó hoài lắm. Cái đó phải học từ từ thôi à. Yeah, cái chữ get nhiều dữ tợn lắm. Get là lấy mà nó nhiều cái cụm từ lắm. If you go away, cái đó là eligible. Eligible. Cách dùng suppose làm sao? Supposed. I suppose là mình đoán vậy đó. I suppose you like me. Mình nghĩ hoặc là mình đoán bạn có thể thích mình. Cái đó là mình đoán. Còn còn cái nữa là supposed to. Thì mình phải làm cái đó. I suppose to do this. Okay. Hoặc là I have to do this. Same. Ok. Nó từ từ giống giống nhau. Đây là. So in my mind hay là to my mind? In my mind. In my mind. Thức trắng đêm thì nói sao? Nửa đêm thức dậy thì sao? Thức trắng đêm. I stayed up all night. Hoặc là không phải overnight không phải. Overnight xuyên đêm vậy thôi, là như mình ngủ xuyên đêm ở bên nhà bạn mình này kia nọ đó, overnight. So I stayed up all night là mình thức trắng đêm á, sáng đêm á. Just got up in the middle of my sleep. Well, I got up in the middle of the night. Got up in the middle of the night. Like that. Okay, nửa đêm, thức nửa đêm là gì đó. Yes. Học thuộc lòng nói làm sao là learn learn by heart. Ok, lặng lẽ ra đi trong tình yêu nói làm sao. I have no idea. What? Oh my god. I quietly sao ta? Left the relationship, được không? Like that. Relationship, tôi lặng lẽ ra đi khỏi cái liên liên hệ đó hả? Liên whatever, Rồi, phát âm từ này làm sao? Life, line, lives and like. Ok, nghe nó khác không? Life, kéo dài ra mà âm phờ. Life, lie, là A, lie vậy thôi. Line, là N. Lives ms like ngắn ngủn, cái chữ like ngắn ngủn à, like. Happy new you, happy new life, happy new wife, happy new beginning, happy ending. I like that. It's very nice. April Lala, very good. Câu đó hay á. Nice. Cái câu đó không phải ngữ, cái ngữ pháp thì không đúng mà chơi chữ thì nghe đúng. Yes. Từ puffy với lại swell như sao? Same, puffy. Same. Nó xinh xinh, nó phình phình. Puffy. Cái puffy nó phình phình, nó mềm mềm. Swell là bị sưng lên. Vậy thôi, hai cái nó khác khác nhau là vậy đó. Yes. So, swell nó có vẻ khoa học hơn. Nó sưng lên. Rồi như cái tai mình, thì con muỗi nó cắn mình á. Nó bị swell lên.
Còn puffy đó, puffy dùng cho cái bình dân làm như là mình rời cái gì nó mịn mịn, làm như con thú nhồi bông á, con thú mà bông á, mình nhờ nó mịn mịn nó puffy. Yeah. So swell cái nghĩa nó làm như khoa học hơn vậy đó. Giống như bị đánh bầm mặt là puffy. Yeah, like a puffy face hoặc là swollen face là swell đó. Bad wedding. Bad wedding. Okay. I have a problem with a bad wedding. Okay. Toothless là không răng đúng rồi đó. Yes. Kỳ quá. Mình đâu có dầm đâu, mình chỉ cần đi toilet nửa đêm thôi. Trên giường. Thank you for being here. Cảm ơn các bạn vô đây giúp vui. Chắc các bạn cũng mệt rồi. Đi ngủ đi. Bên Việt Nam giờ 12 giờ rồi. Right, yeah. Alright, bye everyone. I'll see you on Friday. Okay, bye. Các bạn ngủ ngon nha. Bye.